Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quý 1 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quý 1, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tích cực tham gia vào các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp đến với các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực triển khai thực hiện đề án thí điểm xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tham gia góp ý, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn quý 2. Trong quý 1 năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới 18 công đoàn cơ sở với 1.131 đoàn viên. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, đã cập nhật được gần 103.000 đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, đã có 272 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn. Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp hướng tới đại hội công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15, đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, triển khai thực hiện đề án nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2023, tổ chức hội thi an toàn vệ sinh giỏi trong công nhân viên chức lao động tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, tiếp tục thực hiện việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Thưa quý vị và các bạn, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Hội đồng Nhân dân huyện Bình Xuyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại huyện Bình Xuyên. Tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghiên cứu một số vấn đề cơ bản như tình hình phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề đặt ra của chính quyền địa phương, Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở cấp xã, kỹ năng giám sát chuyên đề, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã, kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở xã. Các nội dung được trang bị tại khóa bồi dưỡng lần này góp phần bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Bình Xuyên, từ đó giúp các đại biểu xử lý tốt hơn các tình huống phát sinh trong thực tiễn hoạt động của người đại biểu dân cử trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025. Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Dương tổ chức tập huấn xây dựng văn kiện đảm bảo cho tác chiến phòng thủ huyện Tam Dương. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu hướng dẫn bồi dưỡng một số nội dung về các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng và hoạt động của các lực lượng trong các trạng thái quốc phòng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ khối chính quyền, hướng dẫn kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội. Năm 2023, huyện Tam Dương được lựa chọn là địa phương làm điểm của tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ có lồng ghép nội dung diễn tập phòng thủ dân sự. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn huyện. Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, trực tiếp là lực lượng vũ trang huyện trong chuẩn bị và thực hành diễn tập, làm cơ sở để xây dựng đúng đủ hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ đạt mục đích yêu cầu đề ra.
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18/4/1980, 18/4/2023, lãnh đạo huyện Lập Thạch đã đi thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một số địa phương trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Lập Thạch đã tặng mỗi cháu một suất quà trị giá 1 triệu đồng, chia sẻ những khó khăn với các trẻ em khuyết tật, đồng thời động viên các cháu và gia đình vượt qua mặc cảm, bệnh tật, cố gắng hòa nhập cộng đồng. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Lập Thạch yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo điều kiện để các cháu phát triển toàn diện, nhất là đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các chính sách hướng đến đối tượng là các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, đẩy mạnh giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế, chuyển đổi nghề nghiệp. Với các giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, đến cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc còn 3.405 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,99%, giảm 1.802 hộ nghèo, tương đương giảm 0,52% so với cuối năm 2021. Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu giảm khoảng 1.100 hộ nghèo, tỷ lệ giảm đến cuối năm 2023 còn khoảng 0,69%. Thực hiện cái chính sách giảm nghèo này thì chúng tôi sẽ tổng hợp hòa các chính sách và tập trung vào vấn đề là hỗ trợ về giải quyết việc làm. Cái việc làm ở trên địa bàn tỉnh hiện nay rất là tương đối ổn định. Tuy nhiên là cái vấn đề cái chất lượng lao động thì đòi hỏi được nâng lên. Qua đó là chúng tôi tập trung vào vấn đề là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực lao động qua đào tạo. Vĩnh Phúc cũng tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tính đến hết tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh có trên 100.000 người được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách với tổng số dư nợ gần 4.000 tỷ đồng, trong đó có gần 3.400 đối tượng hộ nghèo, trên 5.800 đối tượng hộ cận nghèo và hơn 7.000 hộ mới thoát nghèo được vay vốn. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức triển khai tập trung cho vay các hộ nghèo, các đối tượng chính sách một cách đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch và có hiệu quả, đảm bảo cho các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, góp phần phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể và các địa phương tập trung nguồn lực thực hiện các chính sách hướng đến đối tượng là các hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các dự án, chính sách giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực tạo điều kiện giúp hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ủy ban huyện thường xuyên triển khai đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung vào đa dạng để sinh kế để xây dựng và phát triển các cái mô hình sản xuất và giải quyết việc làm bền vững trên địa bàn huyện, thì bao gồm tập trung là đào tạo nghề rồi để giải quyết việc làm. Thì trong đó thì thường xuyên có chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tăng cường cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 0,3 đến 0,5%. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 0,5%. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Với việc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững là điều kiện quan trọng để Vĩnh Phúc hiện thực hóa nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, trọng tâm là đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, nâng cao chỉ số cạnh tranh trong lĩnh vực đất đai, nâng cao chỉ số chuyển đổi số, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bình Xuyên có tỷ lệ chậm muộn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên 80% trong năm 2021 và 2022. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Tài nguyên và Môi trường, sự quyết tâm của đơn vị, việc giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ chậm muộn đã giảm xuống dưới 5% trong 3 tháng đầu năm 2023.
Về phía văn phòng đăng ký trong thời gian vừa rồi cũng đã chỉ đạo cái bộ phận một cửa, khi người dân thực hiện nộp hồ sơ thì kiểm tra kỹ trong các hợp đồng chuyển nhượng hoặc để kiểm tra đối chiếu thông tin, đồng thời cũng hướng dẫn người dân để kê khai cái mã số thuế mới theo để đã được cập nhật để thực hiện cái thủ tục nhanh gọn hơn. Em làm cái thủ tục là nhận tặng cho lại cái tài sản là đất của ông bà. Việc hướng dẫn của bộ phận một cửa của văn phòng đăng ký huyện Bình Xuyên này thì cũng rất là chi tiết và chú đáo. Và em cái đấy thì em không có vấn đề gì. Để công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến và đi vào thực chất, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có đổi thay tích cực. Tỷ lệ chậm muộn từ 80% thời điểm đầu năm 2022 giảm còn 16,5% trong tháng 12 năm 2022 và giảm dần ở các tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 3 năm 2023, tỷ lệ chậm muộn giảm còn 3,8%. Tính đến hết quý 1 năm 2023, văn phòng đăng ký đất đai đã cấp được trên 12.487 giấy chứng nhận, đạt 21% kế hoạch năm. Hiện nay đối với văn phòng đăng ký đang vận hành hai cái phần mềm iGIS trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cũng như là cái phần mềm VBDLIT để mà vận hành cái cơ sở dữ liệu đất đai thì qua cái sử dụng các cái phần mềm này nó là cái công cụ rất tốt để cho giảm cái tỷ lệ và kiểm soát cái quá trình giải quyết hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ của từng cán bộ trong cái quy trình mà giải quyết một thủ tục hành chính. Với sự quyết tâm trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đang từng bước cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, nâng cao chỉ số cạnh tranh trong lĩnh vực đất đai, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.